Trường An, 12 canh giờ. Tập 40, giờ Sửu. Uống đi cho nóng, nguội rồi không còn tác dụng nữa đâu. Trương Đỗ Úy không biết ra sao rồi. Tỷ nói gì cơ? Dân nhớ nhung nhau mãi chốn Trường An, dế khóc mùa thu cạnh giếng vàng. Giữ giọng cho tốt, lúc lên lầu hát nhất định phải làm cho hoàng thượng động lòng với cô, gần gũi cô. Nhớ nhung nhau mãi, cô chớ quên cô là ai. Nếu như cô trở thành Nghiêm Vũ quan thứ hai thì bà con ở Vĩnh Tân sẽ có thể tiếp tục sống. Hữu tướng vất vả rồi. Hoàng thượng, xin hoàng thượng cho lão thần đi lại vài bước. Lão thần tuổi đã cao, lúc nãy lại quỳ quá lâu, chân cũng sưng hết lên rồi. Hà lão cứ tự nhiên. Già rồi, không làm được gì nữa. Hà lão à, đại đường ta kính lão, cho dù già rồi cũng sẽ làm tốt đến cuối cùng. Mong là thế. Con trai ruột của thần, thần đưa nó đi phương Nam tổng quân, mười mấy năm chưa gặp lại. Rồi thần nhận nuôi hạ phụ, đối xử như con đẻ. Người khác đều nói là làm việc thiện, tu đức hạnh, nhưng thật ra là thần cũng có lòng riêng, chỉ muốn bên cạnh có một đứa con hiếu thuận. Mà giờ thì không còn nữa rồi. Hà lão, Khanh thật khiến người khác ngưỡng mộ. Học trò, con nuôi đều một lòng với Khanh. Còn trẫm đây, con ruột đẻ ra, còn chẳng biết lòng trẫm. Con ai được yêu thương? Con mình được yêu thương. Nếu ngay đến con mình mà còn không đối xử tốt, thì sao có thể che chở cho vạn dân thiên hạ đây? Hà lão nhẫn nhịn 50 năm, cuối cùng cũng dám nói ra suy nghĩ trong lòng rồi.
Dở rồi. Cái gì dở? Phục quả lôi. Là phục quả lôi. Mau, mau xem có còn phục quả lôi nữa không. Đi đi. Tú Tú. Xem ra lời Trương Tử Kính nói là thật. Tòa tháp đèn này chính là khuyết lạc quát đa. Khuyết lạc quát đa. Thảo nào Trương Tử Kính muốn chạy lên trên kia. Chắc chắn là bộ phận chủ chốt ở bên trên. Có lên không? Nguy hiểm lắm. Bảo sao bọn họ yêu cầu bách tính di dời ra xa 2 dặm. Tú Tú, hai người chúng ta chạy ra xa 2 dặm cần bao nhiêu thời gian? Ngươi muốn lập công kia mà. Lúc nãy ta đã làm dân nghị mất mạng rồi. Nếu không bắt được kẻ gian thì ta không phải lính, không phải quan. Cố ý làm người khác bị thương sẽ bị hỏi tội đấy. Báo, không phát hiện ra phục quả lôi. Tốt, tốt. Vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào? Các vị, để cho ta suy nghĩ. Để ta nghĩ xem. Các vị, chúng ta đều là tướng sĩ đại đường. Quân đường ta chống địch xưa nay không lùi bước, mà nay thời khắc để báo đáo đại đường đã đến. Kẻ gian đang ở trên đỉnh tháp đèn này, chúng ta phải bắt gọn bọn chúng, cứu hoàng thượng và bách tính ra khỏi nguy nan. Quân đường không lùi bước. 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 Dương Chương ngũ trưởng, xin ngài hãy hạ lệnh. Quân Long Võ, tiến lên. Không lùi bước. Không lùi bước. Không lùi bước. Lát nữa đi sát theo sau, không được rời nửa bước. Đi đâu vậy? Cô có thể chạy nhanh mức nào? Còn bao lâu nữa? Hắn nói ít nhất 2 canh giờ nữa. 2 canh giờ à? Đại cô nương chảy đầu thoa phấn chắc. Ai ở đây với hắn 2 canh giờ chứ? Còn dội về đưa nương tử đi ngắm trăng nữa. Triệu Thăm Quân thật là lãng mạn. Chẳng lẽ đến một cái đèn lồng cũng không nỡ mua cho nương tử? Cười cái gì? Ta thấy Tết qua đằng đúng là phung phí của trời. Trăng trên trời sáng rực như chậu bạc thì chả ngắm, lại đi mất tiền để làm nào rồng nào phượng, lực sĩ kim cương các thứ. Phải phải, dù đẹp đến mấy thì cũng chỉ là giấy dán. Tham quân. Tham quân, Trình tiên sinh không cho vào. Hắn xem tướng đoán chữ cho người hay là xem phong thủy phần mộ tổ tiên? Sao lại thành tiên sinh nhà ngươi rồi? Không phải hắn, hắn viết cho tiểu nhân một bài thơ. Cơ mà bài thơ này hay thật. Tiểu nhân đọc cho ngài nghe nha. Hôm qua một bông hoa nở, hôm nay một bông nở qua. Mau tránh ra, bằng không ta cho mông ngươi nở qua luôn đó. Đứng yên. Ngài giảm thêm một bước, ta sẽ phải tốn thời gian để kiểm tra lại. Ngươi còn muốn tìm gì nữa? Ở đây còn thứ gì dùng được nữa đâu chứ? Nhìn tình trạng cháy tan nát của những công văn này, rất dễ phán đoán ra nơi châm lửa đầu tiên. Kiến càng tấn công ty Tĩnh An, chẳng qua chỉ để cứu đồng bọn ra. Tại sao còn phải đốt phòng văn thư nữa?
Nhìn nơi châm lửa này đi. Nó bắt đầu cháy từ chỗ sâu nhất của phòng giam thư. Mà còn không chỉ một chỗ. Những kệ sách này đều được làm từ gỗ tốt, không hề dễ cháy. Chắc hẳn phải cho thêm chất dễ cháy nào đó. Trong lúc gấp gáp, kiến càng nào có thảnh thời để đốt tỉ mỉ như vậy? Không phải kiến càng đốt, thì chẳng lẽ là ta đốt? Không phải ngài, không phải ngài. Thật thông minh. Ngài thiếu nhẫn nại, lại nhát gan, làm việc không cặn kẽ, không có kế hoạch, có thể thay đổi chủ ý bất cứ lúc nào. Ngài không làm được chuyện như thế đâu. Người kỹ càng tỉ mỉ nhất trong Tỷ Tĩnh An là ai? Ai hả? Ta đến lấy cho hắn ít đồ và y phục để thay. Hôm nay lên trời xuống bể để bắt hắn. Sau này Trương thủ lĩnh còn cần đến y phục để thay sao? Người đã từng nghe một câu nói rất đơn giản này chưa? Ở hiền gặp lành. Người có tin không? Nhiều người nhất thời tin, dường như thành thật rồi. Sắp đến chính sủ rồi. Trong thành Trường An một ngày không có chủ, bách tính sẽ gặp cảnh tàn sát làm thay. Binh lực của chính phiên trấn lớn đã vượt quá 50 vạn người, nhưng lính canh phòng trong thành Trường An lại chưa đến 2 vạn. Ta có thể giúp người để tên thái tử kia không chết. Người làm thế nào để bảo vệ được thái tử? Hay là người nghĩ xem, làm thế nào để giúp ta ngăn cản Trường Đô Úy đi? Ta cũng được đấy chứ. Được, thế này ở An Tây cũng được coi là cao thủ rồi. Chỉ kém ta một chút thôi. Kém người ta không sợ. Dù sao trong đời này chúng ta cũng không thể là kẻ địch. Trương Đô Úy, đáng tiếc, mất ngón út tay trái, không cầm chắc nỏ được nữa rồi. Dù sao cũng không giỏi bằng ngươi. 9 năm bất lương soái ở Trường An, bắt được bao nhiêu kẻ xấu rồi? 15 người dưới danh nghĩa Tô Hiệu Úy, còn lại hơn 300 người chia đều dưới danh nghĩa các huynh đệ để bắt đoàn. Dưới danh nghĩa của ngươi, 35 người. Trương Tiểu Kính, mài đau chưa? Sắc rồi. Giết hắn đi. Người không thích hợp làm ti thừa Ti Tĩnh này, đi tu đạo thì hơn.
bái tu hành, cầu thập nhất diệu, suy bát quái, tiệp tứ sơn ngũ nhạc, làm gì cũng đừng ở tùy tính ai. Nếu người thật sự muốn báo thù thì xuống 18 tầng địa ngục mà tìm ta. Tiêu Quỳ, ta đợi ngươi rất lâu rồi. Hôm nay có rất nhiều người đã chết vì ngươi. Một mạng của họ tương lai có thể cứu được rất nhiều mạng người. Có nhớ nó không? Ai thuê người tới đây? Vẫn muốn điều tra án à? Không phải điều tra án, mà là điều tra người. 9 năm rồi, ta phải biết người đã biến thành thứ gì. Mảnh trên cùng là của Trương Phong Nhi. 3 năm trước, ở Đại Lao Vĩnh Châu, hắn đã bị đánh chết. Mảnh bên cạnh là của Đoàn Tuấn Tuấn. Năm ngoái vì kháng lại thuế ruộng mà bị du tội tạo phản, bị chém đầu chết ở quê rồi. Mảnh ở giữa chắc người nhớ, đó là của lão Văn. Đây là mảnh của lão Tam. Hắn vẫn luôn biết là người, là ta sắp xếp hắn vào Trường An. Nếu không phải diệt người thì hắn đã không chết. Mảnh bên dưới là của ta. Hôm nay không chỉ có ta, mà còn cả các huynh đệ đi theo ta đều không có ý định sống ra khỏi đây. Nhưng bọn họ đều vui lòng, bởi vì họ biết việc ta làm là gì. Có phải người đã bị ai đánh lừa, bị người ta sai khiến không? Không ai có thể sai khiến được ta. Ta không giống người, ta chỉ nghe theo mình. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy mảnh cờ của người. Lát nữa người hãy theo con đường bí mật dưới tháp đèn này, biến đi cho ta. Ta muốn người sống thay cho tất cả bọn ta. Hãy tiếp tục sống. Nhìn bộ việc ta làm ngày hôm nay, người sẽ biết là ta đúng. Vì sao phải giết hoàng đế? Bây giờ là Trương Đô Ý đang hỏi ta, hay là Trương Tiểu Kính?
Là một người lính cũ của Đề Bắc Đoàn đang hỏi. Ta không hiểu, chúng ta dốc sức bảo vệ Trường An, tại sao lại muốn phá hủy nó? Vì người đó, giết hoàng đế. Vì ta sao? Ta không hiểu. Đừng tin hắn. Hắn đang cố ý kéo dài thời gian của ngài đó. Hắn là huynh đệ nghĩa nặng tình sâu của ta. Ta tin tưởng được. Ta có thể tin tưởng ngươi được, đúng không? Huynh đệ, chúng ta đều là lính của đại đường. Đã đến lúc đền áp triều đình rồi. Thúc thúc ta cũng là cựu binh của Bắc Đình. Nếu mấy biết các người quỷ hoại Trường An như thế, chắc chắn sẽ hổ thẹn vì các ngươi. Không lùi bước. Không lùi bước. Không lùi bước. Không lùi bước. Đưa cô ra xa 2 dặm trước đã, bảo đảm an toàn cho cô. Sau đó ta sẽ dòng về tìm đại tướng quân Long Võ Trần Quyền Lễ, xin ngày ấy chia quân thành 2 đội, một đội sơ tán dân chúng trên quảng trường, một đội đến thắp đèn bắt hung đồ. Ta và Trần tướng quân sẽ cùng đến diện kiến hoàng thượng. Mời hoàng thượng rời đi ngay lập tức. Đây là cách tốt nhất rồi, vừa cứu được hoàng thượng và bách tính, vừa bắt được hung đồ. Không nói đến chuyện lập công hay không, cuộc đời này cũng nguyên tái. Có thể làm được một việc vĩ đại như vậy thì dù chết cũng nhắm mắt được rồi. Nếu như tên hung đồ đó hành động quá nhanh, ta không trở về được nữa, thì cô nhất định phải nhanh chóng quên ta đi. Cứ coi như hôm nay chúng ta chưa từng quen biết gì. Đừng nghĩ đến chuyện lập công nữa. Đừng đi đâu cả. Ta phải có công lao này thì mới xứng với cô được. Từ sau ngày hôm nay, chàng sẽ là con rể của tướng quân đại đường Dương Tông Tỷ. Chàng muốn một bước lên mây, ta cho chàng. Không ổn đâu. Ta chỉ cần chàng sống thôi. Tuân lệnh. Trình tiên sinh, ngươi có thể dùng khay đũa để ăn cơm. Làm được nhiều việc ghê. Làm gì vậy? Làm gì? Đây là cái gì?
Của ngài đấy, trả lại cho ngài. Người lấy lúc nào vậy? Trong đầu ngài chỉ nghĩ đến việc tang làm là về nhà. Nói ngài cũng không nhớ. Ta là người làm việc lớn. Nếu người chỉ có mấy mánh giặt này thì đừng ở đây làm lỡ chuyện nữa. Người quản lý phòng văn thư là Tự Tân đã nằm ở đây rồi. Còn nói gì mà nội gián cố ý phóng hỏa chứ? Không ai lo khám nghiệm thì có. Không liên quan gì đến ta. Người này sau khi bị người khác dùng dây xiết chết, vội vàng khoác một cái áo ngoài đi vào trong lửa. Ngài nhìn này, ngài xem đi, vạt áo trong này là màu gì? Tay áo màu đỏ, trong áo màu trắng. Đây chẳng phải là y phục của quân chế sao? E là quân Lữ Bồn xông vào cứu lửa đầu tiên. Tên thư sinh nghèo nhà ngươi cũng thật. Nhà ngươi làm gì vậy? Gia tổ là quan Trung Thư Lệnh, được phong làm Đô Đốc Quảng Châu. Trung Thư Lệnh, vậy cũng là tể tướng rồi, của Triệu Thái Tông. Chuyện của 100 năm trước rồi. Ngươi làm ta tức chết mất. Làm phiền Triệu Tham Quân. Truy bắt Tự Tân toàn thành. Các ti thừa vẫn đang chờ báo cáo kết quả. Làm phiền ngài. Hôm nay là đêm trăng tròn mà. Ngươi là ai? Ta là Nhạc Công. Chờ đấy. Cô đi theo ta. Dân. Lát nữa lên trên sẽ đưa mũi tên vàng cho cô. Hãy nhớ, hai tay kính cẩn dâng lên hoàng thượng, không được ngẩng đầu. Mắt chỉ được nhìn vào mũi hài của hoàng đế. Nếu mũi nhọn hướng vào hoàng thượng thì không chỉ người nhà cô, mà cả quyển Vĩnh Tân sẽ đều phải ăn cơm tù đấy. Dân. Hoàng thượng, sắp đến chính sửu, hồng trù nữ đã đến, vạn dân đang chờ. Chờ thêm một lát. Món ăn chính trẫm tặng các vị vẫn chưa lên. Dân. Hứa Hạc Tử sắp đến rồi. Cô ta sẽ đứng trên đài cùng hoàng thượng hát khúc nhạc thanh bình. Thời gian ấy quá dài, thật khiến người khác lo lắng. Không tìm thấy Tự Tân,
nên ta đã mang hết những gì có chữ ở nhà hắn đến. Đang lễ Tết mà ngươi lại bắt ta đi lục soát nhà người khác. Nhưng ngươi nói xem, một viên quan bắc phẩm sao nhà lại nghèo đến thế chứ? Cơ mà nương tử nhà hắn rất xinh đẹp, ở nhà sưng cả mắt, chăm hai đứa con một trai một gái còn chưa đi học, dán cửa sổ kêu cha bọn trẻ mất rồi, càng không thể để con đón Tết trong giá rét. Ta còn tán gẫu với cô ấy, ta nói sao hắn nghèo vậy mà cô dẫn theo. Cô ấy nói phu quân có khát vọng thì cô ấy không sợ nghèo. Người nói xem, Trường An bây giờ lại còn có người như vậy. Cuộc sống khó khăn thì trách ai đây? Phải không nào? Giận trách bản thân mình thôi. Đống giấy bỏ đi này thì có gì đáng xem chứ? Người có thể nhìn ra được gì? Đúng, trong mắt ngài thì chỉ là đống giấy bỏ đi, nhưng ta xem lại thấy rất vui. Tốt nhất ngài đừng quấy rầy ta. Ra vẻ học vấn. Người xem đây, đây chỉ là trẻ con vẽ bày bạ thôi mà. Còn không phải giấy bỏ đi hả? Người xem, ngươi nhìn ra được gì rồi? Đây là một loại mã tính được dùng từ 100 năm trước. Đến bây giờ gần như không còn ai biết sử dụng nữa. Không ngờ lại được Từ Tân nghiên cứu lại. Là sao? Đây là cái gì? Nào, mọi người không cần câu nệ. Hôm nay chúng ta thưởng thức cùng nhau. Cầm đũa đi. Thái tử, con đã là tấm gương của bá quan rồi, dẫn đầu đi. Đa tạ phụ thân.
Phùng Thần Uy ngày càng không hiểu quy tắc. Món này tên gì? Mau báo lên. Món ăn này có tên Giang Sơn. Giang Sơn của trẫm. Hôm nay sẽ chia sẻ với các người. Việc này thần không dám. Không dám. Hoàng thượng tuyệt đối không được. Thái tử không được. Hoàng thượng